Tiếp tục với cái chuyên mục là tư vấn giải đáp các bệnh lý về sỏi đường tiết niệu, thì mình có nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn hỏi là bố em bị sỏi san hô thận thì nên làm thế nào, nên uống thuốc gì đó. Thì trong cái cộng đồng mình có tham gia cái cộng đồng sỏi, bệnh lý sỏi tiết niệu, thì rất nhiều bạn là vào hỏi. Thì trong cái cộng đồng này thì cũng có rất nhiều những bạn về đông y, mình không hề có ý chê trách gì đông y cả, tuy nhiên là các bạn tư vấn thì cũng cần có tâm một chút, tức là những trường hợp nào thì mình có thể dùng thuốc, những trường hợp nào thì khuyên họ nên đi xử lý, nên đi can thiệp. Đặc điểm một số bạn về đông y mà không không có kiến thức, hoặc là không không thật sự là có tâm với người bệnh ấy, thì bất kể, dù các bạn ý là bất kể một một bạn nào đó lên hỏi tư vấn thì họ chả cần biết là sỏi như thế nào, sỏi kích thước bao nhiêu, sỏi ở đâu và sỏi nó đã gây biến chứng gì hay chưa, thì họ cứ vào họ họ kêu là họ có thuốc gia truyền uống kiểu gì cũng tan. Và chính vì vậy mà trên bệnh viện thì mình gặp rất nhiều những trường hợp do là uống thuốc nam không đúng cách dẫn đến là bị suy thận rồi ứ mủ thận, có trường hợp thì thận hỏng phải cắt bỏ thận. Đó, thì quay trở lại với câu hỏi là sỏi san hô thì nên xử lý như thế nào, thì thật sự với các bạn là mình nói câu này không không muốn là làm mất lòng các bạn về y học cổ truyền, về đông y, nhưng mà thực tế là hiện nay trên thế giới nói chung và ở Việt Nam mình khẳng định luôn là không có cái thuốc nào có thể điều trị mà tan được cái sỏi san hô cả. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân mình đã chê đi cái thông tin của bệnh nhân. Đây, bệnh nhân có một cái trường sỏi san hô thận bên trái. Đây mình dựng 3D đấy, các bạn thấy là cái sỏi nó đúc kín trong quả thận. Đó, các bạn phải hình dung là cái sỏi này làm sao mà nó ra ngoài được, thì không có thuốc nào để nó tan, nó rã ra để mà nó theo dòng nước nó chảy ra ngoài được đâu. Còn mình mổ những cái trường sỏi san hô này phải phải tán sỏi bằng máy laser công suất lớn mới phá vỡ được. Đó, thì đây là cái hình ảnh mình dựng 3D lên. Mình quay lại một chút về lát cắt ngang để mình xem cái thận này chức năng nó như thế nào, nó có còn chức năng hay không. Nếu mà sỏi mà đã làm cái thận nó mất chức năng rồi thì chúng ta lại phải xử lý kiểu khác, đây phải cắt vào thận chứ lấy sỏi lúc đấy nó có còn giá trị gì nữa đâu. Đó, thì đây quay trở lại cái lát cắt ngang của bệnh nhân. Đây, cái lát cắt không tiêm thuốc chúng ta sẽ xem trước. Đây, các lát cắt ngang thì đây là cái phim chụp đa dãy. Đây, trên cái lát này thì các bác sĩ đã chụp cắt 300 lát cắt này. Để tôi nhìn thấy đây, cái quả thận bên trái này, đây trắng trắng đấy là sỏi. Và đây là xương sống. Các bạn nhìn thấy cái sỏi này nó cứng như xương. Để đo cái độ cứng này thì chúng ta có một cái chỉ số Hopfield. Đây, tôi đo luôn đây cái chỉ số này. Nó rất là lớn, tận 612, tức là chỉ số nó rất là cao. Chỉ số ở xương xương đốt sống của bệnh nhân này chỉ có khoảng 200 thôi. Đó, càng trắng thì nó càng càng cứng. Thì cái sỏi này rất là cứng, các bạn đừng hy vọng là có thể làm nó tan ra được. Đấy, và các bạn nhìn thấy là sỏi này nó nằm kín trong các cái đài thận, cả đài giữa, đài trên, đài dưới và nhóm đài trước sau. Đó, quay trở lại mình dựng hình 3D lên để trao đổi với các bạn hiểu làm sao mà dùng thuốc cái này không thể ra được. Thì tôi sẽ dựng cái dựng cả cái đường bài xuất, cái niệu quản hai bên. Các bạn chờ một chút thì mạng nó hơi kém. Với những cái trường hợp mà sỏi lớn như thế này thì dùng thuốc khẳng định là không thể ra được, và khi đó chúng ta sẽ phải can thiệp bằng các biện pháp ngoại khoa. Và với những cái sỏi san hô, sỏi lớn thì chúng ta có thể can thiệp mổ mở hoặc là mổ nội soi tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ.
Các bạn có thể thấy là tuy nhiên là cái mạng nó hơi bị kém làm cho không connect được cái data. Các bạn chờ một chút. Các cái nghiên cứu trên thế giới thì người ta chỉ ra rằng là những cái sỏi sỏi thận, sỏi niệu quản và kích thước lớn, thông thường là lớn trên 10 mm ấy, thì khả năng dùng thuốc ra được là rất là thấp, hầu như không thể ra được. Lý do vì sao thì các bạn có thể xem thêm ở cái video về mình có vẽ cái sơ đồ đường bài xuất đường hệ tiết niệu và giải thích ở trên cái kênh YouTube bác sĩ lực.com thì các bạn sẽ hình dung nó rõ hơn. Đó, quay trở lại cái trường hợp này thì với cái sỏi san hô như này ấy, thì biện pháp tốt nhất mà các bệnh nhân có thể can thiệp xử lý đó là tán sỏi qua da bằng đường hầm nhỏ. Bác sĩ sẽ chọc cái đường hầm xuyên từ bên ngoài thắt lưng vào vị trí của cái viên sỏi và tán vỡ viên sỏi, hút sạch ra ngoài. Đấy là cái phương pháp mà tối ưu nhất. Nó có ưu điểm là thẩm mỹ ít xâm lấn, nhanh hồi phục và tỷ lệ sạch sỏi cao. Chỉ có một nhược điểm duy nhất thôi, đó là hiện nay thì cái phương pháp này chưa được bảo hiểm y tế người ta chi trả hoàn toàn, nên là cái chi phí nó vẫn khá cao so với các phương pháp truyền thống. Và các bạn có thể xem thêm ở trên kênh YouTube của mình, vì là đang bị mạng nó đang bị chậm, kết nối với server nó hơi chậm. Và các bạn có thể xem ở trên này, mình Bác có sĩ chia Giang Quang, sẻ về tán cái sỏi thận phương qua pháp da là tán một sỏi phương thận pháp qua hiện đại da, trong điều trị bệnh lý sỏi thận. cũng như là với cái video mình chia sẻ mình vẽ hình đấy, Xin chào các bạn. các bạn có thể Có bạn xem hỏi mình là nhé. sỏi. Đó, vâng, xin cảm ơn các bạn.